Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Nam, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 996,7 m². Trên thổ đất căn nhà vườn thuộc đất cây lâu năm, chưa có thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình ghẹo phải là liên thông ga đường nhựa ấp Nam khoảng là 200 m, và anh chị ghẹo trái là liên thông ga quốc lộ 1A khoảng 800 m nha. Con đường này rộng khoảng 1,5 m, anh chị chỉ di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi. Ô tô thì anh chị di chuyển vào đây chưa có được nha. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Còn hướng bên đây thì anh chị cũng liên thông ra quốc lộ 1A là 1 km. Xung quanh đất căn nhà vườn thì gia chủ đều cắm trụ và kéo lưới B40 hết đất. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm. Phía trước thì gia chủ xây tường cao khoảng 5 tấc nha anh chị, và phía trên thì gào B40 hết đất luôn. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 19,8 m và có chiều dài là 50. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này, mình đo thẳng qua bên kia là 19,8 m. Bên đây thì gia chủ cắm trụ và kéo lưới hết luôn nha anh chị. Ở ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị yên tâm. Phía trước thì gia chủ cũng làm cổng gào rất là kiên cố luôn anh chị. Ở cổng thì gia chủ chưa có trang trí, chỉ mới tô thôi. Cửa cổng là bằng sắt nha anh chị. Trên thửa đất gia chủ thì đang trồng rất là nhiều cây ăn trái anh chị, như là chùa sim nè, bưởi da xanh và một số cốc. Ở phía trước thì có trồng vài cây vú sữa nha anh chị. Ở con đường này thì anh chị mình cũng liên thông ra quốc lộ 1A luôn nha, khoảng 1 km đổ lại. Mình tới đây nè anh chị là 19,8 m. Bên hông thì mình có cái mặt tiền bê tông khoảng 1 m nữa nha anh chị. Bên đây thì cũng cắm trụ và kéo lưới hết luôn. Ở đây thì chủ yếu là gia chủ đang trồng dừa sim rất là nhiều. Ở vườn mình một cây thì em thấy từ 5 đến 7 hoài luôn chị, trái rất là xum xê. Ở bên trong thì trồng chuối, bưởi da xanh, vú sữa anh chị. Đất và nhà thì tương đối cao ráo và bằng phẳng nha anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì rất là đẹp để cho anh chị mình có thể mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Mình cách quốc lộ 1A chỉ 800 m thôi. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Long Định, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng, cách khoảng 1,5 km. Phía trước thì mình có một khoảng không gian sân, gia chủ thì đã đổ bê tông rồi anh chị. Về thì anh chị cô chú mình có thể làm một cái máy tiền chế ga. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu xe máy nè, và có đám tiệc thì rất là thoải mái luôn anh chị. Bên đây thì chủ cắm trụ và kéo lưới hết luôn nha anh chị.
Đây thì gia chủ cũng trồng xoài, mít thêm nha anh chị. Phía trước thì mình có khoảng công viên sân nè, rất là rộng luôn. Căn nhà của mình thì em thấy cũng còn rất là mới. Về thì anh chị có thể mình mua, anh chị mình ở, mình khỏi cần tu bổ lại thêm. Dưới nền thì gia chủ đều lót gạch hết luôn nha anh chị. Tường thì sơn và đã đi bê hết luôn. Cửa thì gia chủ sử dụng là cửa kéo. Đất của mình có 3 mặt tiền là anh chị. Phía trước là mặt tiền bê tông khoảng 1,5 m. Còn bên hông thì mình có mặt tiền 1 m. Và phía sau thì mình cũng có mặt tiền nữa anh chị. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng bắc nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về khoảng 10 km là anh chị tới nha. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 63 km là anh chị tới. Ở bên đây nè, mình còn một khoảng đất trống. Về thì anh chị có thể cất một ngôi nhà bên đây nha anh chị. Ở bên đây thì chủ đang trồng dừa sim, bưởi da xanh nè. Đây thì mình có chuối sữa anh chị. Dừa thì đang quá trình là cho trái luôn nha. Dưới nền thì gia chủ lót gạch hết rồi nha anh chị. Vậy thì anh chị có thể mình đóng la phông thêm thì căn nhà của mình còn rất là đẹp. Hiện gia chủ đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp với giá là 850 triệu, cho hết diện tích đất và nhà là 996,7 m². Khu vực này là không gian phòng khách của mình nha anh chị. Anh chị nền thì chủ cũng lót gạch. Tường thì sơn và đã đi bê, và hai bên hông thì có thiết kế hai cánh cửa sổ bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Đất của mình thì đầu đuôi là bằng nhau luôn nha anh chị, không có bị tấp hầu anh chị. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Dùng đất ở xã Long Hưng thì anh chị có thể mình trồng nhiều loại cây ăn trái như là dừa nè, bưởi, mít, nhãn, chuối sữa, sao bô chê. Nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được luôn nha. Ở khu vực này thì về anh chị có thể mình thiết kế không gian phòng khách ha. Còn ở bên kia thì anh chị làm phòng thờ. Căn nhà thì em thấy cũng còn rất là kiên cố. Về thì anh chị mình ở là tuyệt vời nha anh chị. Ở đây thì chủ có thiết kế một cái bộ dáng làm bằng gạch anh chị. Ở đây thì mình có một phòng ngủ. Ở dưới nền thì gia chủ đã lót gạch rồi anh chị. Ở tường thì sơn và đã đi bê. Trần thì đóng la phông nha anh chị. Cửa mình là cửa nhôm. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng xây nhà phường lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Ở bên đây thì mình có nhà vệ sinh anh chị đầy đủ hết. Ở cho chủ thì đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp nha anh chị. Giá là 850 triệu anh chị. Ở phía sau thì chủ có làm một mái che phía sau
để anh chị mình nấu cơm, nấu củi phía sau nha. Phía sau thì mình có một cái ao, gia chủ thì đang nuôi cá anh chị. Ở đây thì biết còn cá hay không thì em không biết ha. Nó đất mình thì dài tới phía sau luôn nha anh chị. Phía sau thì gia chủ chỉ trồng dừa, mít, xoài, bưởi da xanh. Nó đất mình thì cao gáo bằng phẳng anh chị. Ok, về thì mình có cái ao nè, anh chị mình mua cá, anh chị mình thả thêm nha. Gia chủ thì đang rất là kẹt tiền nha anh chị, nên cần bán gấp là 850 triệu. Cho hết diện tích đất và nhà là 996,7 mét vuông. Đất và nhà thì thuộc đất cây lâu năm, chưa thổ cư nha anh chị. Nếu anh chị cô chú mình có nhu cầu để lên thổ cư thì bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị lên thổ cư nha. Bên đây thì mình còn một mảnh đất trống khoảng 3 mét anh chị. Bên đây thì cũng cắm trụ và kéo lưới hết luôn. Ở cảnh giới thì rất là rõ ràng, anh chị yên tâm ha. Ngang của mình là 19,8 m nha anh chị, chiều sâu là 50. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Nam, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị, để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà phường có tổng diện tích là 996,7 m². Con đường ở phía trước thì rộng khoảng 1,5 m. Anh chị chỉ di chuyển là đường xe máy và xe ba gác thôi, cách đường nhựa là 200 m. Ở căn nhà của mình thì em thấy còn rất là ok luôn chị, rất là đẹp, rất là kiên cố luôn á. Dưới nền thì chủ lót gạch hết luôn, điện nước có sẵn. Ở căn nhà này thì anh chị mình mua về là anh chị mình ở thôi nha. Anh chị mình có tiền thì anh chị mình dán gạch thêm và đóng la phông nha anh chị. Không gian này thì em thấy rất là mát. Vì đây thì anh chị có thể mình nghỉ dưỡng là tuyệt vời nha anh chị. Ở đây thì mình cách quốc lộ 1A có 800 m thôi. Và anh chị mình di chuyển về tới bệnh viện đa khoa mới là 3,5 km. Và anh chị di chuyển tới vòng xoay Trung Lương, thành phố Mỹ Tho là 7 km nha. Mình cách ngã tư Đồng Tâm là 2,5 km nha anh chị. Phía trước nè, có trụ hết nha anh chị. Ranh giới thì rất là rõ ràng luôn, anh chị yên tâm. Mình có một khoảng không gian sân còn rất là trống luôn. Anh chị có thể mua về, anh chị mình làm một cái máy tiền chế ra, mình bày sân để anh chị đậu xe và có đám tiệc rất là thoải mái luôn nha anh chị. Cho gia chủ thì đang rất là kẹt tiền nên cần bán gấp anh chị, giá là 850 triệu. Nếu anh chị mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn ha. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi quay những video tiếp theo gửi đến quý anh chị. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình, hỗ trợ cho anh chị san lấp mặt bằng, xây nhà phường, lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình đủ điều kiện luôn nha. Ở đây thì điện nước gia chủ thì
cũng đã vô sẵn luôn nha anh chị. Căn nhà này em thấy thì giá cũng phù hợp và rất là rẻ để anh chị có thể mua về anh chị nghỉ dưỡng nè và trồng cây ăn trái thêm. Ở đây thì khu vực ở xã Long Hưng là vùng đất chuyên về trồng cây ăn trái nha anh chị. Vùng đất này thì anh chị mình trồng cây gì cũng tốt hết anh chị. Đặc sản ở xã Long Hưng thì anh chị có thể mình trồng bưởi da xanh nè, vú sữa, sao bô chê, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Đây là tổng quan thửa đất căn nhà phường của mình. Anh chị dân ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Giá bán là 850 triệu nha anh chị. Tổng diện tích là 996,7 m². Em cũng xin kết thúc video. Hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.